tên là Hoàng Minh, nhóm IAK30. Hôm nay là em xin trình bày chủ đề là Tantracept. Vậy Tantracept là gì? Thì Tantracept hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, và nhưng ở phương Tây, Tantracept thì có những tín đồ rất là trung thành và bắt nguồn từ châu Âu. Thì cách đây khoảng 5.000 năm, tình dục Tantra là cách bày tỏ tình yêu vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Tantra thì còn có tên gọi là khoa học của sự đam mê, và mục đích của Tantra thì giống như là yoga hoặc là ngồi thiền. Tantra thì dẫn đến sự khai sáng, và xét theo kiểu Tantra thì bạn sẽ kéo dài thời gian lên đỉnh thay vì là đánh nhanh thắng nhanh, và thông thường không tốn nhiều công sức, không mệt mỏi sau khi lên đỉnh. Và nếu bạn muốn làm chuyện ấy thì thiết nghĩ vợ chồng bạn cũng nên yêu theo kiểu Tantra. Và với Tantra thì tình dục được coi là vũ điệu không khởi đầu hay là không có điểm kết thúc, mà chỉ có điểm hiện tại và sự hợp nhất tinh tế dẫn đến cảm xúc khuấy động và đam mê. Thì Tantra là kiểu quan hệ tình dục bằng sự cộng hưởng và nhạy bén của tất cả các giác quan. Vì vậy mà muốn thực hiện Tantracept thì phải trải qua một quá trình tập luyện của cơ thể về cả thể chất lẫn tinh thần, nhằm nâng cao độ nhạy bén của các giác quan. Thì việc quan hệ tình dục theo lối từ từ chậm rãi, kết hợp với suy nghĩ và cảm nhận, chính là cách kéo dài thời gian quan hệ, giúp cho bản thân và bản thân và đối tác có thể lên đỉnh nhiều lần. Và điều này giải thích vì sao những người yêu theo kiểu Tantra có thể kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ, thậm chí là yêu không hề mệt mỏi. Và nghệ thuật kéo dài cái cuộc yêu khoái cảm theo kiểu Tantra thì đã được miêu tả trong Kama Sutra, và nói đến sự tập luyện của người nam nhằm kích thích người nữ kéo dài khoái cảm thì không bị xuất tinh ngay. Và hiện tượng này được gọi là cực khoái khô, nghĩa là khi đạt đến cái cảm giác khoái cảm nhưng mà vẫn không xuất tinh thì cho phép hai bên vẫn tiếp tục cuộc yêu. Dạ, đến đây em xin hết. Hi.